Now let's take a look at what you wrote about your future plan. Bài của bạn Diễm nhé. I've always dreamed of becoming an English lecturer. Ok, câu này rất rõ và rất tốt. Đúng về cấu trúc. The reason why I want to be is that I am passionate about English. Thực ra ở đây em đã nói là I've dreamed of becoming an English lecturer rồi ấy. Thì ở chỗ này em chỉ nói là the reason is that là đủ nha. The reason is that, ta bỏ cái khúc kia đi. Văn viết mình sẽ viết cho nó gọn bởi vì mình có thời gian suy nghĩ. The reason is that I am passionate about English. Ok, em áp dụng được từ mới học nè. Also, English is extremely important these days. Becoming a lecturer. Lecturer thì nó ám chỉ là university, bởi vì high school thì không gọi là lecturer. Và chỗ này phải có S. Suits my working style. I have a chance to work with. Chuyện này là chuyện trong tương lai, cho nên phải là will. Have a chance to work with crazily successful people. Ok. Tới bài của bạn Khôi. I have plan một. Một plan thì phải là a very clear plan for the next 5 years. My dream for the future is to become a successful developer. Ok. Đây, và câu này em dùng rất là đúng nha. I'm in the age that extremely need guidance and advice from older people for the right path. À, chỗ này ấy, để cho ý nghĩa nó đúng hơn em dùng là live. I live in an age, và tôi sống trong một thời đại, cho thời đại đó là thời gian, nên dùng when. I live in an age when when people need guidance nha, guidance and advice. Danh từ là guidance và advice là nó không đếm được. From older people for the right path. My plan, kế hoạch của mình là một kế hoạch thì phải là số ít. Has changed since I have a chance to study abroad. Tức là sao? Từ khi tôi có cơ hội đi du học thì kế hoạch thay đổi hả? Nó hơi tối nghĩa một chút nha, em coi lại chỗ này một xíu. This is really a great deal for me to develop myself. Opportunity hả? This is a great opportunity for me to develop myself. Ok. Bài của bạn Khôi thì mình xét về nghĩa là nó đang như thế này nha. Em nói là em có kế hoạch rất là rõ cho 5 năm tiếp theo. Giấc mơ là gì? Là trở thành developer. Rồi sau đấy em lại nói tiếp là mình sống trong một thời đại mà mọi người cần guidance and advice. Hai cái này á, nó có liên quan đến developer không ta? Rồi my plan has changed. Cho nên là bạn Khôi, khi mà em nói rằng em muốn trở thành developer, thì cái phần tiếp theo em viết là gì? Đó là why. Why people need developer? Rồi em sẽ làm gì để prepare myself, làm gì để chuẩn bị bản thân mình để trở thành developer. Mr. Vũ, my plan is to become, wow, yes, a successful businessman and become a CEO. CEO nó là một chức danh, nó là một cái nghề, chức danh nghề nghiệp, mình dùng luôn, a CEO. I watch newspaper about business a lot. Đối với báo chí thì mình dùng là read. I read newspapers, nên có số nhiều, about business a lot. My kids inspired me to work hard. Okay, fine, yes. Và trong văn viết ta nên dùng children. My children inspire me to work hard. I have the best communicate with other people to get more I have to have. Rồi, mình sẽ cần phải phát triển khả năng giao tiếp cho thật tốt. I have to have the best communicative skills, hoặc là communication đi cho nó quen thuộc nhé. Communication skills. Và khi mình nói communication đồng nghĩa là with other people. To get more, ở chỗ này cái từ nó sẽ là contracts. Ok. Now Miss Mai, I have a very clear plan for my next 5 years. Rồi câu này rất là rõ. I'd love to become a professional and successful. Bỏ chữ ở đây thì sẽ đúng nha. In my HR job. Rồi. Nên viết là vậy. Nếu mình muốn dùng HR nó là vậy. In my field of HR. Trong cái lĩnh vực của mình là
HR. Since I love talking and sharing with people. Cái chỗ with people này ấy, nó ý nghĩa này nó nằm ở trong từ talk và từ share. Cho nên mình có thể bỏ đi. Đối với văn nói thì ok nha, mà văn viết thì có những cái rất là nhiều trường hợp ta phải bỏ bớt từ đi, bởi vì nó lồng trong những cái từ xung quanh. This job suits my personality the most. Yes, this awesome. Nowadays, people is the most crucial asset of the organization. Nowadays, people à ý là employees, right? Employees are the most crucial asset of an organization. An là tại vì mình đang nói chung thôi, mình chưa có chỉ một cái tổ chức nào cụ thể. And HR trở thành một phần, thì thường người ta nói là part of, mà part cũng được nha, một là hay là khỏi cũng được. Becomes part of a company. Chỗ này thì phải có này. Một công ty. A company's growth also. Therefore, I enroll. Tức là đã ghi danh rồi đúng không? Thì nếu mà là quá khứ nó đã xảy ra rồi, bạn nên dùng hiện tại hoàn thành nha. I have enrolled for some functional training courses and learn from những chuyên gia khác, thì là other, bởi vì đây số nhiều. Other experts in the field. Ok, cái chỗ in the field này bạn dùng ổn này. These actions are necessary towards achieving my target. Ok, very nice. Mr. Bảo, I've wanted to be a programmer, và vẫn là viết hoa nha. I'm currently studying English. Học tiếng Anh thì là studying English thôi. After graduation, I will study IT. Em tiếp tục đến với lại IT. Nhưng mà gợi ý cho em một từ khác để thay cho từ study. Now I'm studying English, but after graduation, I will pursue IT. And with the fundamental, cái này spelling đúng là fundamental English that I've learned before, it will be a great cụm từ của em là of great assistance to me. Tại vì assistant nó là aid rồi, aid cũng là giúp đỡ. Cụm từ mình là of great assistance to someone. Chỗ này chấm câu nha, hơi dài á. Chấm câu đi, chấm câu, hết câu đó. Câu của em có vế phụ này và mệnh đề chính này. Ok, chấm này. Cái mệnh đề này, cái câu này em tiếp theo nó là viết hoa. With the fundamental English that I have learned before, it will be of great assistance to me. Rồi, tiếng Anh giúp mình nghiên cứu sâu hơn về IT thông qua những trang web nước ngoài. Nó nên là như này. Em sẽ viết là it will be a great assistance to me when, because I will be able to gain insight into IT through English. Bởi vì em đang nói chuyện là tiếng Anh, còn foreign nên nó rất là nhiều ngoại ngữ. Through English websites. Gain insight tức là học chuyên sâu thêm về cái gì đó, nghiên cứu thêm về cái gì đó. Besides, I want to travel as much as I can. Cụm này ok nha, as much as I can. Bạn Huy, when I was a kid, I always dreamed of being a traveler who can go anywhere I wanted. Ok, câu này ổn này. But time flow goes on. Quá khứ em sẽ dùng là but time went by. But time went by. I gradually. À, hai câu này ghép thành một thì em phải dùng từ khác. As time, khi thời gian trôi qua thì I gradually realized, tôi đã nhận ra nó là vẫn là quá khứ nè. That if I wanted to get my desire, đối với desire nó là một khát khao, cho em một động từ đi với desire, fulfill, để thỏa mãn được cái khát khao của mình. I would have to accumulate, đúng không? Tích lũy, right? Both money and knowledge. Because
Nguyên từ nãy giờ viết là I thì chỗ này em tiếp tục là I nhỉ. I might not travel without them. Okay. Later in my life, I perceive that my hometown is an incomparable place on earth. Perceive là một cái từ nó mang nghĩa là nhận thức. Thì ở đây không biết là em đang có chủ đích để dùng nhận thức không nha, nhưng mà đa phần đấy, chúng ta sẽ không dùng perceive trong những trường hợp này. Later in my life, I believe my hometown is the incomparable place on earth, so I don't want to travel as well. Làm sao? Là một nơi không thể so sánh được hả? Ý là sau này không muốn đi du lịch nữa bởi vì là quê hương của mình là nơi tuyệt vời nhất à? À, ok. So later in life, đổi thứ tự là nhé. Này, câu này nó đang hơi ý và ý nghĩa, thầy cũng không biết thầy có thể hiểu đúng ý của em không, nhưng mà thầy sẽ viết như thế này. Later in life, I may not want to travel so much anymore because at that time, my hometown will be the best place on earth. Về cái ý mà thầy nghĩ thôi nha, là không chắc là ý em ý như sao đó. Maybe I should make efforts to care for my parents who are becoming older. Okay, rồi. I should make efforts to care for my parents. Take care of đi cho nó ổn hơn nhé. Take care of my parents who are becoming older, learn a new language and earn a lot of money. Chấm câu. Bỏ dấu ra đi, chấm câu. All of these are what I plan in my future. Okay.